Gần 3 năm qua, đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, gián đoạn và hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ hoặc thu hẹp. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp nỗ lực vượt lên khó khăn, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Để ứng phó với đại dịch COVID-19, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ lựa chọn giải pháp thích ứng linh hoạt, chủ động thích nghi, đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh. Gần 300.000 hợp đồng mới được phát hành trong năm 2021 và hơn 45.000 việc làm cho đội ngũ tư vấn tài chính mới, nâng tổng số người lao động và tư vấn tài chính của Bảo Việt Nhân Thọ lên tới 240.000 người, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 31.000 tỷ đồng và nộp thuế lên tới 510 tỷ đồng. Với những kết quả này thì đơn vị đã được tạp chí Tài chính và Ngân hàng Toàn cầu bình chọn là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2022 và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có sự phát triển vượt bậc năm 2022.